Này, căn chúng ta đang là 0,0 này. Mười ba ký hai này thì chúng ta này thử cho 13 ký 2 nổi không nha mọi người, khá là độc này. Đó, để xuống cho mọi người coi luôn để mọi người nói là ảo thuật, không hề ảo thuật nha mọi người. Chỉ còn quấn vào tay và kéo thôi. Này 13 ký này lên này, lại này, đây đó, lên. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với shop đồ câu Lê Rạng. Thì cái cước Buffalo có cái cước 500m chúng ta về được 2 ngày nha mọi người. Thì hôm nay là ngày thứ hai, ra đi thêm một số lượng nữa là cũng gần hết, còn được một ít cước nữa. Thì cái dòng cước này của Thái thì cũng cực kỳ chất lượng nên được anh em ủng hộ cũng rất là nhiều. Đó, giờ anh em lấy một cuộn nè, một cuộn, hai cuộn cũng có. Đó, giá của nó là chỉ 200.000 một cuộn 500m nha mọi người. Khá là nhiều nhưng mà cước chất lượng cũng rất là ok. Đó, một số anh em đã nhận hàng hôm qua gửi, hôm nay đã nhận hàng rồi, phản hồi lại cũng rất là tốt nha mọi người. Đó, 500m về thay được hai máy, ba máy tùy size lớn nhỏ nữa. Đó, hoặc là mua thêm máy nè. Đó, hoặc em mua thêm máy và cước thì vẫn miễn phí vận chuyển. Còn nếu một cái cuộn cước không là phí vận chuyển là 30.000. Giá cuộn cước chúng ta là 200.000. Nó có màu vàng và màu xanh. Đó là một cuộn nè. Nó đa phần một cuộn, hai cuộn. Đó, một cuộn. Và cước với máy, cái này cũng cước với máy. Đó, bên đây cũng cước với máy. Nếu mà một cuộn cước kèm cái máy cũng được miễn phí vận chuyển nha mọi người. Còn một cuộn cước không á, thì phí vận chuyển chúng ta là 30.000, là 230. Nếu mua hai cuộn thì miễn phí vận chuyển luôn. Đó, thì sau clip mình sẽ review sơ lại cho mọi người xem. Thì cước của chúng ta nè, cuộn 500m. Nó có hai màu. Màu này là màu vàng, vàng chanh nha mọi người. Còn chanh cái màu nói chung là nhìn cũng rất là đẹp. Và có thêm một màu nữa là cái màu 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 xanh. Đây, màu xanh còn đây. À đây. Nó có thêm một màu nữa là màu xanh mọi người. Xanh và vàng chanh nè. Chung cũng còn được một ít. Anh em mà yêu thích cái dòng cước này thì tranh thủ nha. Số lượng cũng không nhiều lắm. Đó, nó có 40 lb là size 0.60 mm và 30 lb. 30 lb là 0.50 mm. Đó, rồi ok, mọi người mua hai cuộn, cố gắng lấy hai cuộn hoặc lấy thêm một cuộn cước, một cái máy vẫn được miễn phí vận chuyển cho mọi người. Thì hôm nay đang tiếp tục về một dòng cước cũng khá là chất lượng nha mọi người. Đây, thương hiệu Anlua khá nổi tiếng của Thái Lan nha mọi người. Cái dòng này cước này tên là Buffalo Beach Game. Mọi người hay biết tới dòng cước này là cái cước hiệu đầu trâu, cực kỳ khỏe, dai và đặc biệt là ít xoắn. Cước chúng ta dùng hay và bị xoắn khúc ở phía trên và lâu lâu cho cắt bỏ. Thì cái dòng cước này hạn chế cái vấn đề xoắn cước cho chúng ta. Đó, chúng ta dùng thì nó ít xoắn.
Cước này thì hãng bên Thái họ câu cá tra bò. Bò bên Thái thì mấy con khủng nha mọi người, 7 80 80 90 kg thì họ kéo rất là khỏe. Nếu mà anh em mà câu câu giải thì có thể dùng size ăn về được 2 size nè, 30 lb với 40 lb thì tương đương với 0,50 mm với 60 mm, 0,60 mm nè. Độ dài cuộn thì tất cả đều là 500 m, nó về được hai size thôi. Thì nếu mà câu cá thịt giải trí chơi thì dùng 0,55 này kéo bò vô tư luôn. Còn nếu anh em câu giải muốn khỏe chút nữa cho ổn định chút thì dùng 0,60 hai size thôi. Size nhỏ này thì cũng thể câu xong được nè, 0,50. Cũng 500 m thì chúng ta thay được hai ba mái, tùy theo kích thước mái nhỏ. Nếu mái nhỏ thì cũng có thể 3 4 mái đó cho chúng ta câu, rất là khỏe, cước ít xoắn, mà dai nha mọi người. Anh sẽ tháo cái cuộn cước ra cho mọi người xem, cước dai ít xoắn và chịu lực rất là tốt nha mọi người. Lát nữa rồi sẽ test thử cước cho mọi người xem luôn. Đó, dòng cước này thì trong nhóm mình một số anh em cũng đã test hồ dịch vụ rất là ổn nha mọi người, chưa thấy cước này nó nổ sản bao giờ. Một số dòng cước khác thì không biết, chứ dòng này cũng có đảm bảo cho anh em là vô hồ đánh chưa gặp tình trạng mà nó nổ sản, nổ dây đường, nổ sản nổ dây đường. Đó, thường 2 dây mà đấu lại với nhau nó cọ vô thì cái khả năng mà dây này nổ cũng rất là ít nha mọi người, bởi vì cước chúng ta nó có cái độ dai, có độ dai nhất định nên nó chịu lực rất là khỏe. Cước này có 2 màu nha mọi người, một là cái màu xanh và cái màu màu vàng. Đây, màu xanh và màu vàng, 2 màu đều rất là được anh em ưa thích. Nó đây sẽ bóc cái cuộn 40 lb này màu xanh. Đây, cuộn này 0,60 mm, lát nữa rồi sẽ test cái cuộn này luôn. Đó, khi mà chạm tay vào cái cuộn cước á, thì cảm giác được là nó rất là bóng, rất là bóng và mịn mượt nha mọi người. Đó, mà nhìn cước vẫn biết được mà. Đó. Đó, và cước chúng ta cái màu xanh nhưng mà không phải là nó xanh hẳn nha mọi người. Đó, khi mà chúng ta kéo một sợi ra thì cái màu nó cũng lật lật, nó sẽ tiệp với cái màu nước của chúng ta. Và màu vàng vẫn vậy. Đó, cước này rất là dai khỏe và cái độ sắn nó ít. Cước thì chắc chắn là cước nào cũng có sắn rồi, ít hay nhiều thôi. Còn cái dòng cước này bao cho người độ sắn rất là ít. Sẽ lên cho được tầm 12 kg. Mười hai ký rưỡi nha mọi người nè, 12 ký 2 chứ, 12,85 là 12 ký rưỡi nè. Mười hai năm tám, 1258 nha mọi người, là 12 ký rưỡi. Đó, cướp chúng ta nha mọi người. Đây, còn ở trong cái cuộn nè, nó do đang để nãy giờ nó bị rối. Đó, rồi đây tiếp tục quấn vô này. Tay không được, xếp tay.
siết tay lắm nha, cẩn thận. Là 12 này, 12,5 kg. Wow, cũng khá là trâu bò nha mọi người. Khuyết đỏ tay này. Mệt. Nè, cân chúng ta đang là 0,0 này. mười ba ký hai này thì chúng ta này thử cho 13,2 kg nổi không nha mọi người, khá là độc tài. Đó, để xuống cho mọi người coi luôn để mọi người nói là ảo thuật. Không hề ảo thuật nha mọi người. Chỉ một quấn một hai là kéo thôi. Này 13 kg này. Lên này. Lại này. Đây. Đó. Nó khuyết này. Khá là căng nha mọi người. Mình nhìn cước chúng ta nè. Đó này, đang kéo ở 13 ký mấy rồi nè. Sẽ cước chúng ta nè. Vẫn còn thẳng 3. Còn rất là thẳng nè. Đó, cước chúng ta là 40 bao, 40 lb. Lên 1 ký nữa thôi nha mọi người. Khá là mệt. Rồi sẽ lên thôi, khoảng 14 ký nè. Kim chì vào. Không không nha mọi người. Đây. Wow. 14 kg 14,5 kg, 14,54 kg, 14, thử pha cuối thôi nha mọi người, rất là mệt, đau tay nữa. Còn mọi người muốn thử thêm thì cứ thử. Rất là đau tay luôn. Đây, vẫn lên. Ôi đất. Thì 14 kg nổ rồi mọi người. Đây. Nổ rồi nè. 14 kg mấy nổ. Một phần là do cái này chỉ có một cái đầu rút mà. Này. Đó mọi người để ý. Nãy giờ đang kéo chỉ có một cái đầu rút đầu nối vậy thôi, để cho nó giãn rất là nhiều. Cước nó giãn. Nãy giờ mỗi lần xách là mỗi lần giãn, mà xách nãy giờ 4-5 lần nè, 4 lần hơn thì đến 14 kg hơn thì nổ nha mọi người. Đây